À, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để retouch nhanh cái vọng mắt và nếp nhăn chỉ với một công cụ, đó là Path Tool và chức năng Fade. Okay, để bắt đầu cái công cụ này, công cụ Path Tool, tại sao mình sử dụng? Bởi vì nó có một cái chức năng rất là hay, đó là làm liền mạch cái màu. Cái thuật ngữ người ta hay dùng là match skin tone đó. Và một cái nữa là nó bảo tồn cái vân da lại cho mình. Rồi, ví dụ kéo ra đó, cái vân da ở vùng này để kéo qua, và cái màu nó đã được liên kết lại để nó hòa hợp lại. Okay. Thì chỉ có hai chức năng thôi. Ở đây mình sẽ bắt đầu với vọng mắt bên này ha. Chọn Path Tool và chọn vùng. Sau đó kéo tìm khu vực gần giống, click thả tay, thả cái thả chuột ra và nó sẽ tự động làm liền mạch lại. Ví dụ như nãy bạn thấy phía vùng này nó hơi tối, nhưng mà lên đây nó đã làm cho sáng trở lại ha. Sau đó các bạn vào Edit Fade Path Selection hoặc là Shift Control F. Nhớ cái phím tắt này nha, bởi vì mình sẽ thao tác nhanh mà, thì mình sẽ sử dụng phím tắt nhanh tốt hơn. Click vào ha và giảm đi. Chức năng Face này tương đương với Opacity ở trong một cái layer mới, tuy nhiên ở đây mình không sử dụng layer mới bởi vì mình đang muốn làm nhanh mà. Tạo layer mới thì lại tạo thêm nhiều bước rườm rà rồi. Rồi, để khoảng cỡ này. Ok, nó sẽ làm mờ bớt đi và đưa lại những cái đường nét cũ lên cho mình và làm cho bức ảnh trông rất là tự nhiên. Đó, đây là trước và sau. Trước và sau. Rồi, tiếp bên này. Cũng chọn Path Tool và tạo vùng. Chọn cái vùng mà chúng ta muốn đổi đó. Đổi màu đó muốn retouch lại, chọn vùng này cho nó phù hợp. Giờ đây cho mình lấy chỗ này đi. Rồi, Edit Path Selection, giảm xuống. Ok, rồi chọn cái này đẩy đi. Rồi, tiếp tục bên ngoài. Edit. Giảm đi. Rồi, kể cả với những cái lớn như thế này, những cái nếp nhăn lớn, cũng Path Tool, chọn vùng, kéo qua và Ctrl Shift F. Đó, thao tác nhanh ha. Cái kỹ thuật này có thể áp dụng rất là tốt cho những cái bạn làm việc trong studio mà chúng ta thao tác với một lượng ảnh chân dung lớn. Tiếp tục. Rồi, đó. Chỉ đơn giản như vậy thôi, một kỹ thuật rất đơn giản, chỉ với Path Tool và Face. Đó, đây là trước và sau. Rất đơn giản ha. Đó, hôm nay chỉ có một cái kỹ thuật đơn giản như vậy thôi, nhưng mà hy vọng nó sẽ hữu dụng cho các bạn. Các bạn có thể click subscribe và like ủng hộ cho mình. Mình xin cảm ơn.